Chào anh em cần thủ đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022, mình lên video số 156 nha. Chào mừng năm mới ha. Video này mình lên nhiều máy câu nha. Về máy thì video này mình sẽ vô nhựa mới tinh hết nha. Có một số máy vô cước mới. Lời đầu mình chúc anh em và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng nha. Rồi, mùa này ở Tây Nguyên thì thu hoạch cà phê nên khá bận rộn nè. Lâu lâu rồi mình chưa đăng bán. Rồi, để mình lên máy số 1 nha. Đây nha. Máy số 1 là con máy Olympic 100 ha. Olympic 100. Con máy này full kim loại nha. Full kim loại. Toàn thân là kim loại hết ha. Đó. Cước số máy này cước số 3 và 115 m, cước số 4 vào 80 m, cước số 2 và 170 m ha. Máy này size nó tầm 2000 nha, size 2000. Đó, về ngoại hình thì có tút nhẹ sơn nha, cho nó đẹp ấy nha. Đó, cước cũng còn khá mới. Này về anh em chỉ việc câu thôi nha. Mã số 1 ha. Con này giá 300k bao ship nha, 300 bao ship. Mã 1 ha. Rồi, lên mã số 2. Mã số 2 là con máy Ryobi ha, Ryobi Auto. Made in Japan, toàn thân kim loại. Con này cốt lớn nha anh em. Rồi. Cốt nó cốt khá lớn ha. Đó. Mô bin sống, máy đổi tay trái phải. Con lăn còn sáng hết. Mã số 2 ha. Mã số 2 330k bao ship nha. 330k bao ship. Dòng này hoạt động mượt lắm á nha. Đó. Hoạt động nó mượt cực kỳ. Ryobi nha. Con này cước số 2 vào 170 m, cước số 3 vào 120 m. Size nó tầm 2000, 2500 thôi ha. Mã số 2 330k bao ship. Đây, mã số 3 ha. Mã số 3 là mình lên con Daiwa Spinmatic 600 nha. Spinmatic 600. Con này size tầm 1500 ha. Size nó tầm 1500. Cốt cũng cốt lớn luôn nha nha. Cốt lớn ha. Đó. Con lăn còn sáng nha. Toàn thân kim loại hết. Mã số 3 ha. Mã số 3. Đó, Made in Japan luôn nha. 330k bao ship. Con này xài hai bạc đạn ha. Hoạt động này. Rồi, lên mã số 4 nha. Mã số 4 và mã số 5 là giống hệt nhau ha, giống hệt nhau luôn. Ryobi SR700 ha. SR700. Con này cước số 4 vào 90 m. Cước số 3 vào 140, cước số 2 vào 200 m ha. Size nó tầm 2500 nha, size tầm size 2500. Ryobi SR700 ha. Này, về hoạt động này nha. Đó, toàn thân kim loại hết nha. Size 2000, 2500 đó nha. Nghĩ này size 2500 ha. Rồi, mã số 4, mã số 4 là tay quay cán gỗ nha. 330k bao ship. Rồi. Mã số 5 cũng vậy ha. Mã số 5 cũng 330k bao ship nha. Rồi. Mình lên mã số 6 ha. Mã số 6 lên con máy Daiwa Regat Z nha. Daiwa Regat Z. Dòng này ABS đầy đủ nha. Cũng Made in Japan luôn. Daiwa Regat Z 1500IA. Thân là carbon, cối là inox. Đó, cũng có chấm sức dâm đây ha, tay quay có một vài chấm. Đó. Rồi, Made in Japan nha, con này thì khá đẹp, cái cước cũng mình cũng cuộn cước mới ha, cuộn cước đẹp vô nha, nói chung cước bãi mà còn rất đẹp. Mã số 6 ha, con này 600k bao ship nha, 600 bao ship, Made in Japan ha. Đó, hoạt động này nha. Hoạt động còn khá mượt nha. Đó, đẹp. Mã 6 ha. Rồi. Mình lên mã số 7 nha. Mã số 7 lên con máy cổ đi nha. Đây.
Con này là con Olympic 91 ha, Olympic 91. Về ngoại hình khá mới nha. Đó, con lăn sáng trưng còn hoạt động ha, con lăn còn hoạt động. Con này nó có cái khóa cối nha, nhẹp khóa cối ha. Size nó tầm 10.000 nha, size tầm 10.000. Olympic 91 ha. Con này dầu mỡ hơi nhiều, mỡ hơi nhiều á. Còn hoạt động thì rất mượt nha. Cũng made in Japan luôn ha. Rồi, mã số 7 nha. Mã số 7 này là toàn thân kim loại, chết tay trái ha, không đổi tay được nha. Chết tay trái không đổi tay được. Con này gửi đến anh em giá là 500k bao ship nha. Máy còn rất đẹp anh em, con này đẹp lắm. Anh em sưu tầm chơi được. Size tầm 10.000 ha. Con này cốt lớn, cực kỳ khỏe nha. Rồi. Lên mã số 8 anh em. Mã số 8 là mình lên con máy Daiwa. Daiwa Regat. Daiwa Regat X ha. Daiwa Regat X 4000C ABS đầy đủ nha. Con này hàng Made in Thái Lan xuất Nhật ha. Made in Thái Lan. Toàn thân là carbon, cối là bằng inox. Cước số 6 và 150 m. Con này size thực nó size 6.000 nha. Size thực size 6.000. Ghi trên máy là 4.000C ha, size thực 6.000. Máy về ngoại hình khá đẹp này nha. Đây, có một vài chấm thôi, không đáng kể đâu. Ha, một vài chấm tay quay. Này chóc sơn nhẹ. Size thực nó size 6.000 nha, ABS đầy đủ. Con này gửi đến anh em giá là 850k bao ship ha, mã số 8. Đó, anh em xem hoạt động này. ABS nha. Hoạt động khá mượt đấy. Rồi mình lên mã số 9 ha. Mã số 9 mình lên con máy Daiwa Spinmatic ST1000RD ha. Con này đuôi chuột nha, đuôi chuột. Đuôi chuột hoạt động bình thường ha. Rồi. Con lăn còn khá đẹp nữa nha, con lăn còn đẹp nha. Đó. Máy Made in Japan. Hoạt động thì đây nha. Rồi con này cước số 6 vào 150 m, cước số 5 vào 190 ha, cước số 4 vào 230 m. Con này cước cũ nha, con này mình chưa thay cước ha. Đó. Rồi mã số 9. Mã số 9 này 450k bao ship nha, 450k bao ship. Con này size thực nó size 6.000 nha, 450k bao ship. Rồi, lên mã số 10 và mã số 11 ha. Mã số 10 đây nha, con Daiwa Kit Cardina 2500. Dòng này hôm trước mình cũng bán nhiều rồi. Ha. Đó. Con lăn còn sáng bóng này. Này, máy cũng có chấm chảy xước ha. Mấy máy này thường mua tại cửa hàng Nhật hết. Daiwa Kit 2500, size thực 3.000 nha. Rồi, cuộn nhợ này mình cũng thay ha, mới tinh. Anh em về chỉ việc câu thôi. Đó. Máy Made in Thái Lan nè, hàng Thái Lan xuất Nhật nha. Cũng có một vài chấm chảy, một vài chấm không đáng kể đâu. Mã số 10 ha. Con này gửi đến anh em giá 1.650.000 nha, 1.650.000 bao ship. Mã số 11 là một con kit Cardina luôn ha, kit Cardina luôn. Đó. Con này 2500, size thực 3.000. Đây, có chấm chóc sơn này nha. Đó. Chấm chóc sơn ha. Rồi. Nhựa cũng mới tinh luôn nha. Đặc biệt ha, đặc biệt là cái lô này mình lên là mình cũng chuẩn bị rồi ha. Nói chung nhợ để dành là bữa nay mình vô máy hết cho nó đẹp nha. Đó, chào mừng năm mới ha. Nên là lô máy này chuẩn bị cũng khá kỹ. Nhợ nhít mình vô đẹp hết. Anh em về chỉ việc câu nha. Mã số 11. 1.650k bao ship ha. Lên mã số 12. Mã số 12 là con Daiwa Kit Frame ha. 2.000. Con này Made in Thái Lan nha. Made in Thái Lan, hàng Thái Lan xuất Nhật ha. Rồi, cái cước cước nó rất là mạnh nha, mới tinh. Size thực 2.000.
kit 2000 mà cũng có chấm sức dâm mà. Đó, anh em xem kỹ nha, có một vài chấm sức chày ha. Đó. Rồi, mã số 12 ha. Cái này mình gửi đến anh em giá là 1.450.000 bao ship nha. Mình lên mã số 13 mình lên con máy Shimano ha, Shimano Alex 2000. Đây. Là chỗ này nè anh em, chỗ này có chấm chấm thôi ha, còn lại các chỗ khác không chảy. Con này gần như mới tinh vậy đó. Shimano Alex 2000 ha. Rồi. Mobin sống, máy đổi tay trái phải, cối inox. Shimano 2000 là size thực 2000 ha. Cước số 3 vào 100m. Hoạt động 10. Mã số 13 ha, mã số 13. Con này gửi đến anh em giá là 600k nha, 600k bao ship. Mã số 13 ha. Rồi. Mình lên mã số 14 nữa nha. Mã số 14 là mình lên con máy Nasi ha. Máy Nasi. Hàng Malaysia xuất Nhật nha, Malaysia xuất Nhật. Con này mới tinh nha anh em, chưa qua sử dụng. À, mình có vào nhợ cho nó ha, vào nhợ này. Nhợ cũng cực kỳ đẹp luôn nha, nhợ đẹp luôn. Đó. Con này mới tinh luôn nha, chưa qua sử dụng. Nasi Malaysia xuất Nhật. Size 1000 chuẩn luôn ha. Cước số cái nào Shimano Nasi 1000. Con này đẹp lắm. Cái cối ở bên trong nó sáng trưng vàng ươm luôn nha. Con này mình vô nhợ mới cho nó, nhợ đẹp thiệt đẹp. Nhợ bãi Nhật ra nha. Rồi. Mã số 14 ha. Con này gửi đến anh em giá là 1.050.000 bao ship ha. 1.050.000 bao ship nha. Mã số 14. Rồi, lên mã số 15 ha. Mã số 15 mình lên một con Ultega XT 1000 nha. Mới tinh luôn ha. Con này chưa qua sử dụng. Cái cối cũng mới tinh luôn. Đây mình mới vô nhợ đẹp cho nó này. Shimano XT 1000. Hàng Made in Japan nha. Made in Japan. Con này có cái túi đi theo ha. Con này mới tinh chưa qua sử dụng nha. Gần như không có chấm chày nha anh em, không có chấm chày nào hết. Chung là mới tinh. Rồi, mã số 15 ha. Con này mình gửi đến anh em giá là 1 triệu nha. Giá 1 triệu bao ship. Mã số 15. Mới tinh luôn ha. Rồi, lên mã số 16 nha. Mã số 16 mình có 2 con ha. Đây, có 2 con Shimano Anod 2000. Shimano Anod 2000 là một cặp luôn nha. Đây, này có chấm chày này nha. Đó, có chấm chày. Chấm sơ sơ thôi, không đáng kể đâu. Rồi. Cặp này mình vô một cuộn nhựa mới tinh hết nha. Rất mới luôn. Mã số 16 ha. Mã số 16, cái này mình gửi đến anh em giá là 550k bao ship nha. Đó, ABS đầy đủ ha. Đó, mã số 16. Rồi, mã số 17 cũng Shimano Anod 2000 ha. Thân carbon cối inox. Nhựa mới tinh hết nha. Đó. Này mình gửi đến anh em giá là 550k bao ship luôn nha. 550k bao ship. Mã số 17 ha. Rồi. Mình lên mã số 18 anh em. Mã số 18 là có một cặp luôn ha. Một cặp này là máy của Daiwa nha. Daiwa. Có mã code ha. Daiwa Regat 3000H. Dòng này dòng Daiwa BG nha. Size thực nó 3000 ha. Cước số 3. Cước số 2 vào coi nào. Này không thấy để cước mà size thực nó size 3000 nha. Đó. Thì cặp này là mã số 18 ha. Đó, mã số 18 và mã số 19 nha. Là hai con giống hệt nhau. Mới tinh nha, chưa qua sử dụng, chưa qua sử dụng nha anh em. Này còn mới tinh luôn ha. Đó, con này nó có một vài chấm ở đây. Hàng này là mới tinh, chưa qua sử dụng nha. Daiwa
Make in Việt Nam ha. Việt Nam, hàng Việt Nam xuất qua Nhật nha nha. Hàng Việt Nam xuất qua Nhật. Dòng này dòng BG nên là nó tải, sức tải nó lớn nha. Sức tải lớn. Dòng BG nó đắt hơn dòng thường ha. Đó. Thì nguyên cặp luôn nha, nguyên cặp đai qua. Đó. Con này mã số 18, giá 1.050.000 bao ship ha. Nếu mà này mua tại cửa hàng Nhật, nói chung giá nó cao hơn nhiều quá nha. Rồi, giá 1.050.000 bao ship, mã số 18. Mã số 19 cũng vậy luôn ha, cũng 1.050.000 bao ship. Máy mới tinh nha nha. Make in Việt Nam ha. Hàng Việt Nam xuất Nhật nha. Size chuẩn 3.000. Rồi, mình lên mã số 20 ha. Mã số 20 mình lên một đây nha. Lên một con Ultega ha. Shimano Ultega 2500S. Cái dòng mà 2500S này nó chảy cối lắm nha nha. Mấy anh 3.000 nhiều khi chịu không nổi nó ha. Biết nó làm đặc biệt lắm. Cuộn nhựa mới tinh nha. Malaysia xuất Nhật. Hàng Malaysia tem vàng này. Đây. Chỗ này nó có chóc sơn ha. Có chóc sơn nhẹ. Không đáng kể. Rồi con này hôm nay mình vẫn bán giá là 1.200.000 ha. 1.200.000 bao ship. Có nút châm dầu nha nha. Có nút châm dầu. Mã số 20 ha. Mã số 20 1.200.000 bao ship nha. Rồi, lên tiếp mã số 21 ha. Mã số 21 này mình lên một con Shimano ha, Shimano Malaysia xuất Nhật. Dòng này là hàng Malaysia xuất Nhật ha, Shimano Comlet này. 2500. Size thực nó cũng size 2500 ha. Cuộn nhựa mới tinh. Có nút châm dầu đầy đủ ha, có nút châm dầu. Máy đời cao nha, đời mới tinh luôn. Rồi, con này hôm nay mã số là 21 ha, mã số 21. Mình gửi đến anh em giá là 1.200.000 bao ship nha, 1.200.000 bao ship. Hoạt động đó nha. Rồi, mình lên mã số 22 ha. Mã số 22 này mình lên đây nha. Này full hộp luôn ha, mới tinh, full hộp nha. Đó, dòng này mình có một cặp ha. Một cặp Daiwa, một cặp Daiwa. Daiwa này 2500 nha, Daiwa 2500. Size thực nó size 3000 chuẩn ha. Cước số 3 và 150m. Mã số 22 và mã số 23. Cặp này đều có ba tuner nha. Cặp này mới tinh, chưa qua sử dụng, hàng China ha. Make in China xuất Nhật nha. Này giá mua tại cửa hàng của Nhật nó khá cao. Nói chung hơn 1.000.000 nha. Đây. Tầm 1.400.000, 1.400.000 ha. Đó. Có mã code đầy đủ nha. Con nào cũng vậy có mã code ha. Đó, hàng này nó còn mới tinh, chưa qua sử dụng. Rồi, mình có vào cuộn nhựa luôn ha. Cuộn nhựa cũng mới tinh luôn. Nói chung là cái này mới hết nha. Thì mã số 22 và mã số 23 ha. Là một con là mã số 22 đây đi ha. Đó là 1.050.000 bao ship. Mã số 23 cũng 1.050.000 bao ship nha. Máy mới tinh, chưa qua sử dụng ha. Đó, hàng China xuất Nhật nha. Con này thì tay quay đôi ha. Con này khá đẹp. Đó. Rồi, mình lên mã số 24 ha. Mã số 24 lên một con Shimano Enos XT 2500 luôn. Cũng mới tinh luôn ha, chưa qua sử dụng. Vào một cuộn nhựa mới tinh luôn. Con này hàng Malaysia xuất Nhật nha. Đó, không có chấm chày nào hết ha. Hoạt động này mượt khỏi chê rồi. Con này mã số 24 nè. Mã số 24 mình gửi đến anh em giá là 1.250.000 bao ship nha. 1.250.000 bao ship. Mã số 24 ha. Rồi. Lên một con mã số 25 anh em. Đây. Mã số 25 mình lên một con Chedix ha. Đó, 4.000. Shimano Chedix 4.000. Hoạt động anh em. Đó. Con này không có cái lẫy gạt gì hết ha. Rồi tay quay nó là tay quay xoắn nha anh em. Đây. Tay quay xoắn ra xoắn vô ha. Đó. Dòng này dòng Chedix mà dòng BG nha.
Size thực nó size 4000, Shimano 4000 mà. Size thực 4000, dòng BG ha. Đây, BG. Đó, dòng này là siêu tải nha, hàng Malaysia xuất Nhật. Siêu tải luôn ha. Có một vài chấm xước nhẹ. Có máy này mua xách tay nên nó chuẩn đó nha. Đây. 4000 siêu tải luôn ha. Con này mình gửi đến anh em giá là 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu 500k bao ship. Cuộn nhựa cũng mới tinh luôn. Hôm nay mình lên 25 mã máy nha. 25 mã máy chào mừng năm mới nha. Nói chung mình có vô nhựa hay vô cước thì mới tinh hết nha. Nhiều máy mới ha. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha. 0918720629 hoặc là liên hệ qua Zalo ha. Mình cảm ơn anh em thật nhiều nha. Cảm ơn anh em ủng hộ shop mình. Cảm ơn anh em theo dõi kênh nha. Thì anh em video này lên mình thay những cái cước ở thay nhựa mới tinh hết nha. Rồi, mình cảm ơn anh em ha. Chào anh em nha. Hẹn anh em video sau ha.